VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. The Mask Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Khách mời đặc biệt chấn động: Hương Trầm, Lễ Quyên, Tùng Dương, Tâm Bà Vocal đỉnh mùa 1, Direction, Tuyển Quân, DG. Mua vé ngay tại vshop.vn. Mãn nhãn, mãn nhĩ tại khu vực Diamond 1-2. Bùng nổ mọi giác quan với tầm nhìn trên cao trực diện, rõ, thoáng, ghế ngồi riêng. Còn chờ gì nữa mà không mua vé ngay hôm nay? Một đêm duy nhất, 16 tháng 12 2023, tại SECC thành phố Hồ Chí Minh. The Mask Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Mua vé ngay tại vshop.vn. Vion tặng giá ưu đãi 30% vé The Mask Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Đừng bỏ lỡ. VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Cho Voi hát. Cứ đánh một lần đi ha. Cứ đánh một lần xem thế nào. Hôm nay là anh đi khỏi nơi đây. Nếu mà không hay thì anh cứ nói em. Ví dụ như đầu tiên em vào trước, tại vì không phải tông của em. Xong đó Voi hát một đoạn, sau đấy đến em hát, nhưng mà em sẽ bẻ cái nốt đi. Giống như kiểu là em hát quãng của Voi nhưng mà hát một cái quãng khác. Thì vẫn hát cái tông này. Hết hôm nay là em đi khỏi nơi đây. Anh sẽ không phải nhìn thấy em. Thì bởi vậy, tại vì là không phải tông của em, cho nên nếu như cho em xin thì cho em hát tự do đoạn đó. Lời em đi khỏi nơi đây, anh sẽ không phải nhìn thấy em nữa. Tình cảm từ một trái tim đã thương về. Dạ. Yeah. Okay. Yeah. Tại vì em đoán là Voi sẽ có một bài đơn này đúng không? Thành ra cái bài này em nghĩ là nên để cho nó tình cảm như vậy thôi. Không, bài Voi bài này nó không show off. Không, bài này em sẽ em hứa. Thank you.
Bao nhiêu màu có nhỉ? Mọi người đoán xem có bao nhiêu màu. Nhiều phết đấy. Chị... Cái này của em luôn không anh? Dạ. Của em luôn à? Đúng rồi. Yeah. Đúng rồi. Gặp lại bạn nhạc vui lắm mọi người ạ. Cầm cái này cũng rất là tự hào. Mình là một phần của chương trình. Hy vọng là mọi người sẽ đến ủng hộ thật nhiều cho chương trình và Dương cũng như tất cả những nghệ sĩ khác và bạn nhạc. See you. Xanh ô. Đó, ok. Như vậy thôi, nhé. Tập chưa lắm anh ạ. Hai câu liệu anh á. Nghĩa là đoạn đầu là Ngọc sẽ hát hai câu đầu của em. Xong rồi hát đi, xong rồi kết. Đúng. Đấy, anh có thể là người sai đôi. Cái câu đầu tiên anh nghĩ là em phải bỏ cho bạn ấy feel một câu. Qua cái đánh xe đó em phải vào là hợp lý rồi, đã được. Rồi, mình sẽ vô từ đây nè. Em phá phá đi được đúng không? À, em muốn phá sao phá bài của người ta. Bài người ta mà phá em không? Hoặc là cái câu lên tao em hát cũng được để hít một tí, hít một hát cái câu sau hát cao lắm, cái chỗ đó nó dương dặn dữ lắm, nó bỏ qua thôi. Là em vào rồi, em vào rồi. Cái bộ rồi. Cái gì đâu? Cái
ok. Em hiểu không? Mày lên lên tông em hát đi, cái câu sau để cho bạn hát thì có một cái câu bạn bắn nốt lên cao mà nó son thẳng nó lên để dành mà biết mà. Để rồi nói không thành lời, khóc không thành câu, nhưng đậm sâu rồi cũng tan vào theo gió bay. Liệu anh có thể là người sai? Hello mọi người hãy mua vé ủng hộ cho The Masked Singer Concert sẽ được diễn ra vào ngày 16/12, ủng hộ cho Dương, Kỳ Lân Lãng Tử và Lâm Bảo Ngọc, Hippo Happy nhá, và đặc biệt là những thành viên VIP của Beyond thì sẽ được mua vé giảm 30%. Nhớ nhá. See you. Bớt cái hai hai hết cái em luôn có đỡ rồi, chán quá. Bớt cái nhiều bớt hết đi này, anh nói chuyện mà còn lớn nè, anh phải dùng cái micro này ra ngoài luôn. Bớt hết, bớt xuống hết nhiều tối lát lỡ luôn. Cái mic hết này là hồi nãy giờ anh dùng ra ngoài luôn. Em cảm ơn mọi người à. Cháo luôn á. Anh vào đi, mời mọi người. Đi quay lại mới bữa nay. Anh vô đi anh. Tập chưa? Giờ đó mà anh cho quay lại đi. Cho quay lại một lần nữa đi, mới chất lượng mới hay, giờ mới thấm lại nè. Dạ dạ. À không đúng á. Dạ ok ok. Bữa đó bỏ cỡ rồi. Mọi người ok em ok. Em cảm ơn mọi người à. Em té đây. Nên có một cái dàn nhảy lên á. À không, anh bỏ luôn. Anh biết rồi đó, nhưng mà ở này ở ngoài ngoài cao. Em kết xuống thì nó hay hơn. Dạ ok. Cái đó là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là cái cuối là như giờ mày mì mòn nữa mấy đàn nữa sẽ bùng xô à mình sẽ bùng nổ. Quên lộn. Cái gì? Dạ dạ dạ. Beyond tặng giá ưu đãi 30% vé The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Đừng bỏ lỡ.